Thủ môn Philip Nguyễn đã tổ chức lễ ra mắt và ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 30 tháng 6. Hào hứng trong lần đầu khoác áo mới, Philip Nguyễn không tiếc lời thể hiện khát khao thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ môn này có nguồn gốc Lai Việt và CS Séc, với vợ và con cái cũng đều có quốc tịch Việt Nam. Anh cho biết, tôi đã trở về nhà, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Cảm ơn câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hỗ trợ tôi trong quá trình đàm phán và hoàn tất thủ tục để trở lại quê hương. Tôi đánh giá cao sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là vợ và con trai. Và tôi hứa sẽ cống hiến mình để mang niềm vui cho câu lạc bộ và gia đình, thực hiện sứ mệnh chung. Huấn luyện viên Philippe Chusier đang cần một thủ môn đa năng như Philip Nguyễn cho đội tuyển Việt Nam. Anh đã có đóng góp lớn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chức vô địch mùa giải 2023 trong mùa đầu tiên tham gia V-League. Mặc dù đã đăng ký theo suất Việt Kiều, thủ tục công dân Việt Nam vẫn chưa hoàn tất, khiến cho việc tham gia kỳ FIFA Day vừa qua trở nên không thể. Nguyễn Minh, bố của Philip Nguyễn, đang rất mong chờ con trai sớm hoàn tất thủ tục công dân để có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Minh lý giải, mọi người đang nỗ lực để Philip Nguyễn sớm trở thành công dân Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng thủ tục sẽ hoàn tất vào đầu tháng 11. Cả bố và con đang đếm từng ngày, chờ ngày Philip Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, thực hiện ước mơ của anh ấy sau nhiều năm chờ đợi.